Bộ phim Ai hiểu trái tim người phụ nữ. Tập 5. Tôi đánh chết anh, đó là ý của Diền Lan, tôi cũng bị bà ấy lừa. Tôi và Ăn Hoa. Cậu cũng đi xem chiếu Ăn Hoa của cô đi. Anh ta sẽ bị người ta cướp đi rồi kìa. Anh nói lung tung cái gì vậy hả? Người ở trong lòng của cô ngày mai sẽ ở rể nhà họ Tiết. Ở rể nhà họ Tiết? Không thể nào. Ngay cả tôi cũng nghi ngờ. Chị Ân Hoa làm sao lại có số may mắn được như vậy? Phù trợ gia tôi thôi kém anh ta sao? Chỉ là không có cơ hội để cho đại tiểu thư nhà họ Tiết được gặp được tôi thôi. Đồ vô lại, suốt ngày ăn nói vớ vẩn. Tôi có tin lời anh nói nữa, tôi sẽ đào đồ ngu ngốc. Này cô kia, tôi có lòng tốt đem báo cho cô biết. Cô còn hồ đồ đến mức cũng không phân biệt được gì sao? Tôi nói, Ân Hoa không phải loại người đó. Anh đừng đổ oan cho anh ấy sẽ không phụ lòng tôi. Càng không thể để ở rể nhà họ Tiết. Đều là tên vô lại nhà anh gạt tôi. Không lẽ trong mắt cô tôi là loại rảnh rỗi như vậy sao? Tôi lại ăn no rửa mỡ như vậy sao? Tôi cố ý đến đây để ăn đánh sao? Tôi điên rồi, lư quỷ chân. Cô bán đậu phụ đến nỗi đầu óc toàn bã đậu rồi. Cô không nghĩ mà xem xưởng ép dầu lớn nhà họ Tiết như vậy là không ai không biết. Đại tiểu thư nhà đó thích chịu Ăn Hoa nhà cô. Cái khác không nói, chỉ dựa vào mấy đời hưởng không hết vinh hoa phú quý của chịu Ăn Hoa nhà cô, không phụ lòng cô đồng ý ở rể mới là lạ đó. Tôi nói cho anh biết, toàn bộ người trong thiên hạ đều có thể phụ tôi, nhưng mà Ăn Hoa sẽ không. Cô đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Không tin thì tự cô đi mà xem. Cô đúng là chó cắn lữ động thân, không biết lòng người tốt. Tôi thật sự là chút phiền phức. Anh cút đi. Tôi đánh chết anh. Kỳ chân, cô sao vậy? Thím sư, thím thấy cô đến Thanh Đồng tìm Ăn Hoa có được không? Tìm Ăn Hoa, cậu ấy đã xảy ra chuyện gì? Con xin nghỉ một hôm, con sẽ về sớm thôi. Kỳ chân. Nhanh lên, đặt ở đó đi. Mọi người nhanh chân lên. Đừng để xảy ra sai sót. Mẹ, mày như vậy có thấy mệt không? Hay là Tú Nghiên? Ngoài này cứ giao cho mẹ, có mau đi xem có thiếu gì nữa không? Mẹ, con đang thiếu một chiếc châm ngọc. Con muốn ra phố xem sao? Vậy để Đông Nhi đi chung với con. Vậy con đi đây. Về sớm đó, đi đường cẩn thận. Dạ phu nhân. Xuân Nhi, vào phòng của tôi lấy một bộ đồ chú rể mang đến quán trọ của cô ra. Dạ. Nói là tôi dặn, kêu cô ấy sáng mai chuẩn bị từ sớm, đừng làm lỡ giờ. Dạ phu nhân. Cẩn thận một chút. Mời vào trong. An Hoa có phụ mình không? Không, mình nên tin tưởng An Hoa. Nhất định Phu Trấn Gia đang lừa mình. Bây giờ mình vào trong sẽ chứng minh cho anh ta thấy. Chào cô, mời vào trong. Chào cô, có muốn mua nhiều dầu mè không? Tôi không đến để mua dầu mè. Vậy cô đến cho hỏi Triệu An Hoa có ở đây không? Triệu sư phụ, hôm nay anh ấy không đến. Vậy tôi phải đi đâu để tìm anh ấy? Đến quan trọng cổ chung. Cảm ơn anh. Sao An Hoa lại ở quán trọ? Cô đến để uống rượu mừng ngày mai của Triệu sư phụ à? Rượu mừng? Cô ơi, cô sao vậy? Kỳ chân, Lỡ như có một ngày anh không còn ở bên cạnh em, sẽ không có ngày đó đâu. Không đâu, anh nói là lỡ như. Không có lỡ như. Người nghèo xấu khổ, làm gì có quyền nói hai chữ không? Người nghèo xấu khổ, làm gì có quyền nói chữ không? Không, mình không tin An Hoa là người như vậy. Mình phải gặp trực tiếp anh ấy. Trừ phi anh ấy trực tiếp thừa nhận với mình, nếu không mình sẽ tuyệt đối không tin. Quán trọ cổ chung. Ngày mai bước vào nhà họ Tiết, mình sẽ không còn là Triệu An Hoa của trước kia nữa. Trời ơi, sao mình lại dồn bản thân mình vào bước đường này? Kỳ chân, anh không muốn có lỗi với em. Nhưng mà anh lại không thể phản kháng nhà họ Tiết. Anh phải làm sao đây?
Kỳ Chân, An Hoa, ngày mai anh sẽ vào ở rể nhà họ Tiết, trở thành cô gia của nhà người ta, có đúng không? Điều này có phải là thật không? Anh trả lời em, trả lời em đi. Anh nhìn vào mắt của em, nói cho em biết. Điều này là thật. Anh sắp trở thành chú rể của người khác rồi. Em đang nằm mơ sao? Anh sẽ không phản bội em đâu, đúng không? Anh nói cho em biết, đây chỉ là cơn ác mộng. Đây chỉ là cơn ác mộng, có đúng không? Đây là sự thật. Không, anh chỉ là nhất thời hồ đồ. Không sao hết, vẫn còn kịp. Đi, bây giờ anh theo em về nhà. Em sẽ quên hết tất cả những chuyện này. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Không còn kịp nữa rồi. Em nghe rõ đây, chúng ta không thể quay lại được nữa. Không thể nào. Chỉ cần chúng ta thật lòng yêu thương nhau thì có thể quay trở lại trước đây. Lẽ nào em còn chưa hiểu sao? Anh buộc phải phụ lòng em. Anh buộc phải lựa chọn nhà họ Tiết. Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Anh không phải người ham vinh hoa phú quý. Anh chỉ nhất thời hồ đồ thôi, có đúng không? Đi, anh đi theo em. Đi theo em đi mà, đi theo em. Khó khăn lắm anh mới được có những thứ này. Sao anh lại có thể dễ dàng từ bỏ để quay về với em? Anh không phải loại người này mà. Tại sao anh phải nói những lời trái lương tâm của mình? Anh phải, anh chính là người như vậy. Là trước đây em đã nhìn lầm anh. Anh nghèo đến sợ rồi. Một chữ nghèo khiến anh sống không có lòng tự trọng, không thể ngẩng cao đầu trước người khác. Bây giờ khó khăn lắm anh mới có cơ hội. Tại sao anh lại phải vì em mà từ bỏ những vinh hoa phú quý ở ngay trước mặt cơ chứ? Không, đây không phải là An Hoa mà em quen biết. Không phải An Hoa mà em quen biết. Em nhìn cho kỹ đi. Đứng trước mặt em chính là con người thật của Triệu An Hoa. Em nhìn cho kỹ đi. Em hãy từ bỏ đi. Không, em không tin anh là loại người đó. Em không tin anh là loại người đó. Em không tin. An Hoa, về cùng với em đi. An Hoa, em không tin. An Hoa, Lưu Kỳ Chân. An Hoa, em biết bây giờ lòng anh rất rối bời. Anh không cần lập tức đi theo em. Em cho anh một đêm để anh bình tĩnh lại, suy nghĩ cho thật kỹ, suy nghĩ cho thật kỹ. Đừng lãng phí thời gian nữa. Chúng ta đã kết thúc rồi. Quên anh đi. Sáng sớm ngày mai, em sẽ đợi anh ở ngoài cửa. Anh về nhà cùng với em. Kỳ Chân, anh xin lỗi. Anh xin lỗi, anh không thể quay đầu được nữa. Tại sao lại thành ra như vậy? An Hoa, cuộc đời em chỉ có anh thôi. Anh không cần em nữa, em phải biết làm sao. Tiểu thư, ông chủ nói chiếc châm phượng này mang điểm lành. Em tin là ngày mai tiểu thư cầm nó để bái đường, chắc chắn sẽ cùng cô gia hạnh phúc suốt đời. Cái miệng ngọt xớt. Là cô à? Cô làm sao vậy? Đồng Nhi, mau dìu cô ấy qua bên kia, mau. Dạ, nào. Không sao chứ? Tiểu thư, nào, uống chút nước đi. Thế nào, đỡ hơn chút nào chưa? Cảm ơn cô. Cô nương, cô không còn nhớ tôi sao? Chúng ta từng rút chung một quẻ xăm. Là cô sao? Là tôi đây. Hai chúng ta thật có duyên. Phải rồi. Sao cô lại đến Thanh Đồng? Đã xảy ra chuyện gì sao?
Cô nương, cô đừng khóc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô nói cho tôi biết, vì đâu tôi giúp được cô? Cô không giúp được tôi đâu. Cô còn nhớ quẻ Sam của chúng ta giúp phải không? Ba người cùng chung một chuyện. Anh ấy đã lựa chọn người phụ nữ kia. Chúng tôi cùng lớn lên ở bên nhau, từng thế non hẹn biệt, sống chết bên nhau. Tôi từng ngây thơ cho rằng tôi có thể cùng anh ấy sống hạnh phúc cả đời. Nhưng nào ngờ, anh ấy vì vinh hoa phú quý mà phụ lòng tôi. Anh ấy sắp cưới người phụ nữ khác rồi. Sao anh ta lại có thể làm như vậy được chứ? Thật là quá tuyệt tình. Vậy còn cô tính làm thế nào? Không thể cứ như vậy mà tha cho anh ta. Tôi cũng không biết nữa. Đi, chúng ta đi hỏi rõ anh ta. Ít nhiều cũng phải bắt anh ta giải thích với cô. Những gì cần nói anh ấy đã nói rồi. Còn muốn anh ấy nói gì nữa? Bây giờ tôi chỉ có thể đợi. Đợi phép màu xuất hiện. Đợi, cô đừng ngốc nữa. Người đàn ông có mới nới cũ, tham lam vinh hoa phú quý như vậy, cô nên thấy may mắn vì biết được sớm, để tránh sau này mất hạnh phúc cả đời. Như vậy càng oan uổng hơn. Cảm ơn cô đã an ủi tôi. Nhưng mà tôi không buông bỏ được. Hay là thế này đi, chúng ta dùng chiếc trâm phượng này để dạy dỗ anh ta. Dùng nó rạch mặt anh ta ra. Tôi không tin là còn đại tiểu thư nào muốn lấy anh ta. Đừng làm như vậy. Vừa rồi cô có khuyên tôi rằng vì người đàn ông như vậy mà làm chuyện ngốc là không đáng mà. Đáng, đương nhiên là đáng rồi. Cô vì anh ta mà đau lòng thất thần. Chúng ta chỉ khiến anh ta mất người mất của. Tính ra cô vẫn còn bị thiệt thòi. Biết cười rồi à? Vì loại đàn ông đó mà rơi lệ không đáng đâu. Đừng khóc nữa. Tôi với cô không thân không thích. Cô không những ở đây nghe tôi kể khổ, còn nghĩ cách chọc cho tôi vui. Cô thật tốt bụng. Cô đừng nói như vậy. Chúng ta đều là phụ nữ nên yêu thương nhau mới đúng. Tôi tin là nếu hôm nay tôi là người gặp phải chuyện này, cô cũng sẽ bằng lòng bầu bạn với tôi, có đúng không? Nào, cô xem, trời xanh như vậy, nước trong đến thế. Tôi tin là biển rộng trời cao chính là như thế này đây. Cô đừng suy nghĩ nữa. Có vài chuyện nghĩ theo một góc độ khác, có lẽ cô sẽ cảm nhận được biển rộng trời cao. Cô nói xem có đúng không? An Hoa, em biết bây giờ lòng anh rất rối bời. Anh không cần lập tức đi theo em. Em cho anh một đêm để anh bình tĩnh lại, suy nghĩ cho thật kỹ. Hoa, tại sao anh đứng ngồi không yên như vậy chứ? Nhất định là anh đang khiển trách lương tâm của mình đúng không? Nhất định là anh hối hận rồi. Nhất định là vậy. Nhất định là vậy. Em đợi. Em đợi.
Không được mềm lòng, không được quay đầu. Khó khăn lắm mình mới nói ra được những lời tuyệt tình như vậy với Kỳ Chân. Không thể để uổng phí công sức được. Nhưng với cá tính của Kỳ Chân, liệu cô ấy có từ bỏ không? Sáng sớm ngày mai em sẽ đợi anh ở ngoài cửa. Anh về nhà cùng với em. Một khi cậu vào ở rể, cậu chính là người nhà họ Tiết. Mọi tâm tư của cậu đều phải hướng về nhà họ Tiết, giữ quy tắc nhà họ Tiết, làm tròn trách nhiệm của một người con rể. Cho nên tôi hy vọng cậu không còn bất cứ dây dưa gì với quá khứ của cậu nữa. Cậu có thể cầm tiền đi rồi, quay về giải quyết cho dứt khoát, hiểu không? Nếu không có 1.000 đồng để cứu mạng của Tiết phu nhân, Kỳ Chân bây giờ có được bình an vô sự không? Ân tình nhà họ Tiết có ơn với mình. Kỳ Chân có tình với mình. Rốt cuộc mình phải trả thế nào đây? Anh ấy ngủ rồi. Anh ấy tắt đèn đi ngủ rồi. Trời ơi, không lẽ anh ấy thực sự quyết tâm ở rể nhà họ Tiết hay sao? Kỳ Chân đâu rồi? Cô ấy đi rồi sao? Cô ra mời lên ngựa. Cô ra lên ngựa đi. Tất cả sẵn sàng, chuẩn bị xuất phát thôi. Đi. Đi cùng em, An Hoa. Đi cùng em. Đi cùng em. Cái cô này, cô muốn làm gì? Cô mau tránh ra. Nhỏ Tiết không đắc tội được đâu. Tránh ra, tránh ra. Làm lỡ giờ lành, nhà họ Tiết ra hỏi tội cô. Cô mau tránh ra. Anh xin lỗi, anh không thể quay đầu được nữa rồi. Triệu An Hoa, anh đợi đấy. Tôi nhất định sẽ trả lại nỗi đau mà tôi phải chịu. Gấp nghìn lần, gấp vạn lần. Nào 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 nào, ông chủ Vương. Cảm ơn, cảm ơn. Cứ ngồi tự nhiên. Cảm ơn, mời qua bên này, mời ngồi. Được, được, chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Mẹ, hôm nay có biểu hiện tốt chứ? Mẹ không nhìn lầm chứ? Thật sự là con trai của mẹ sao? Mẹ, mẹ không nhìn lầm đâu. Chính là con trai của mẹ. Mẹ, con nghĩ thông rồi. Xưởng ép dầu là sự nghiệp của gia tộc nhà ta. Người thừa kế duy nhất là con. Sao có thể không bảo vệ để cho người khác chê cười được? Nếu con nghĩ được như vậy từ sớm, mẹ đã an tâm rồi. Mẹ cứ chờ đó mà xem. Tỷ tỷ đi lấy chồng, đến lúc con phải gánh vác sự nghiệp nhà họ Tiết rồi. Con đấy mà,
nhất định sẽ khiến mẹ và chị yên tâm. Giờ lành sắp đến rồi, mẹ đi xem chị con chuẩn bị xong chưa. Đẹp quá đi. Tiểu thư trang điểm vào có đẹp hơn nhiều. Phu nhân, mẹ, con gái mẹ quả nhiên hơn người, nhân trung chi phụng. Mẹ, làm gì có ai tự khen con gái mình như vậy. Không chỉ có mẹ khen, nếu cha của con còn sống, chắc chắn cũng sẽ khen con. Tú Nghiên, mẹ rất vui vì được nhìn thấy con lấy được một người chồng tốt. Mẹ chúc con hôn nhân mỹ mãn, cùng An Hoa sống đến đầu bạc răng long. Cảm ơn mẹ. Mẹ, có lời chúc phúc của mẹ, con chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Sau này lấy chồng rồi, nên nghĩ đến chồng đầu tiên, chuyên tâm làm người vợ tốt của An Hoa. Vâng ạ. Mẹ ơi, cô ra mời xuống ngựa. Một khi bước vào bên trong, thật sự không thể quay đầu được nữa. Cô ra xuống ngựa thôi. Nào, cô ra, nào. Nhanh lên, nhanh lên. Được rồi, giơ lên. Theo quy tắc, cô ra vào ở dãy nhà họ Tiết, cho nên bắt buộc phải bước qua háng của Tiết lão phu nhân để thể hiện tạm biệt người mẹ trước đây, nhận Tiết lão phu nhân làm mẹ. Sau nghi thức này, coi như sinh ra lần nữa. Là ai đặt ra quy tắc này? Tại sao trước đó không ai nói với tôi? Là do phu nhân đặt ra. Cô ra, cậu hãy nghe lời một chút. Tiểu thư đang ở bên trong, đợi cậu vào bái đường đấy. Cô ra, giờ lành đến rồi, đi thôi. Giờ lành đến rồi, mau đi thôi. Cô ra, đi thôi, mau đi thôi. Đi thôi. Đi. Bái đường thôi, bái đường thôi. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê sao bái. Đưa vào động phòng. Tiểu thư, chú Trình, tôi nói chú nghe. Có thật không? Có chuyện này sao? Bà Mai nói cô gái đó xông ra đường, không cho cô ra đi. Phu nhân, bà xem chuyện này, đừng làm lớn chuyện, để tôi nghĩ cách. Tiết lão phu nhân, chúc mừng, chúc mừng. Em gái đậu phụ, thì ra là cô à? Sao vậy, không được vui sao? Bị người ta bỏ rơi đúng không? Cô ngốc đến mức muốn nhảy xuống dưới đó chứ?
Tên họ Triệu đó hận không thể khiến cô mãi mãi biến mất trước mặt hắn. Cô chết như vậy chẳng phải là đúng ý hắn sao? Sau này hắn đỡ phải lo cho cô là phiền hắn. Tên Triệu An Hoa đó vốn dĩ là tên lừa đảo không hơn không kém. Cô đối tốt với hắn như vậy, trái tim của hắn chắc chắn bị chó gặm rồi. Hắn không giống như tôi. Ít ra phụ trên da tôi không bao giờ phụ lòng người tốt với tôi. Không, là không bao giờ phụ lòng người yêu tôi, sâu đậm bằng cả tấm lòng. Sao cô lại nhìn tôi như vậy? Tôi mời anh đến quán rượu ăn cơm. Tôi không nghe lầm chứ? Anh đi hay không? Đi. Hai vị, thức ăn của hai người đây, mời dùng. Lễ nhiều ắt có bẫy. Cô nói đi. Có phải cô cho người bỏ thuốc vào đồ ăn muốn hạ độc chết tôi không? Tôi cần thiết phải làm vậy sao? Cần. Người đàn ông của cô phụ cô, bây giờ cô có đàn ông trong thiên hạ đều là kẻ thù của cô, còn tôi lại là kẻ xui xẻo gặp phải cô vào lúc này. Khoan đã, tôi có chuyện cần nói rõ với cô trước. Phụ trợ gia tôi hàng ngày không biết có bao nhiêu người muốn mời tôi ăn cơm, nên tôi đều không thấy thích. Tôi chẳng thèm đi ăn cơm với họ. Nhưng hôm nay coi như em gái đầu phụ may mắn. Tâm trạng tôi đang vui, tôi đồng ý ngồi để ăn cơm cùng với cô. Nhưng mà tôi cũng phải nói trước, bổ đại gia ra ngoài không bao giờ mang theo tiền. Cô chắc là mang theo tiền chứ? Tiểu nhị, cô nương có gì dặn dò? Thanh toán. Có đủ tiền không? Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Quay lại. Đem túi tiền lại cho tôi. Được rồi, từng này thôi. Cầm lấy, đây là tiền cơm, cầm lấy đi. Từng này là đủ rồi. Anh gì mà anh. Đồ hát tiền, đi đi. Trong lòng có buồn bực đến đâu cũng không cần phải khó chịu với đồng tiền. Cất đi. Quân tử yêu tiền nhưng không thể tùy tiện lấy. Phu trên gia tôi không khốn như cô nghĩ. Phú Trấn Gia, anh nghe cho kỹ đây. Tôi muốn lấy anh. Cô nói cái gì? Tôi nói tôi muốn lấy anh. Em gái đậu phụ, có phải cô bị đả kích quá lớn nên rối loạn tinh thần rồi phải không? Tôi giống vậy sao? Nếu không là do cô mất cân bằng tâm lý, hận tất cả đàn ông trên thiên hạ. Lấy hay không? Một câu thôi. Cô không đi hỏi thăm xem, dựa vào thân thế, gia thế của họ Phú sát tôi, còn cả huyết thống của hoàng gia tôi nữa. Con gái muốn lấy tôi, có thể nói là xếp từ đầu đến cuối phố. Một em gái đậu phụ như cô vừa không có thân thế, sao lại dám đến đăng ký? Tôi làm sẵn váy cưới, đợi anh đến nhà rước dâu. Cô nói nghiêm túc chứ? Chuyện này không phải nói cô muốn lấy tôi là tôi bắt buộc phải cưới cô. Tôi cũng phải có thời gian suy nghĩ chứ. Thế này đi, cô ở đây đợi tôi một lát, tôi ra ngoài suy nghĩ.
Chắc chắn là mình đang nằm mơ. Đúng, chắc chắn là mình đang nằm mơ. Phú Trấn Gia, đừng có mơ nữa. Đừng có mơ nữa, đừng có. Đau quá, đau quá. Thấy đau? Vậy tức là thật rồi. Mình không phải là đang nằm mơ. Đây là sự thật. Em gái đậu phụ ngày đêm mình nhớ mong lại chủ động cầu hôn mình, nói muốn lấy mình. Vận may ở đâu đến vậy? Em gái đậu phụ, coi như kiếp trước cô có làm nhiều việc tốt, tôi đành miễn cưỡng đồng ý với cô. Nhưng mà đừng có vui mừng quá sớm. Tôi vẫn còn một điều kiện nho nhỏ. Điều kiện gì? Cô muốn lấy tôi cũng được, nhưng ngoài việc cô phải chuẩn bị váy cưới. Cô còn mang theo bao nhiêu của hồi môn? Cô già, chúc mừng, chúc mừng. Nào 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 nào, uống rượu đi, uống nhiều một chút. Xin lỗi, nó không giỏi uống rượu. Mọi người đừng chút say nó. Không sao đâu phu nhân, hôm nay là lễ thành hôn, là ngày vui lớn. Đương nhiên là vui rồi. Vốn dĩ không có gì hết, bỗng nhiên trở mình biến thành cô gia nhà họ Tiết. Đúng là nên uống thêm vài ly. Cho dù có say chết cũng đáng. Mẹ, con xin lỗi. Các vị, xin lỗi nhé. Uống nhiều quá, nói lung tung. Nào, ly rượu phạt này tôi xin cạn. Cô ra từ từ thôi. Cẩn thận cô ra. Nào cô ra, ngồi đi. Nào, để em. Thoải mái hơn chưa? An Hòa vẫn đeo chiếc vòng này. Vòng ngọc này đối với anh mà nói thật sự quan trọng vậy sao? Anh không cho phép em để em một mình cô đơn trên thế giới này. Bởi vì ngày tháng không có em, sống còn khổ hơn là chết. Em hứa với anh, sau này em sẽ không để anh lại một mình cô đơn ở trên thế giới này. Em hứa với anh, em sẽ nắm tay anh, cùng anh già đi, chết đi. Anh gạt em. Anh gạt em. Anh gạt em.
Bà con mau lại đây nào. Lại đây nào. Phủ trên gia tôi hôm nay có một chuyện vui lớn, muốn nói với mọi người lại đây nghe nào, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Tôi vô lại nhà cậu thì có chuyện gì để nói chứ? Mọi người nghe xem, nói chung đừng để mắc lừa là được. Bà con, nhìn xem, người đứng bên cạnh tôi là ai? Cậu lại giở trò gì nữa? Cô ấy chính là Tê Thi Đậu Phụ Lưu Kỳ Chân. Đúng vậy, ai mà không biết cô ấy? Không sai, Tê Thi Đậu Phụ Lưu Kỳ Chân. Nhưng mà hôm nay tôi chính thức tuyên bố với mọi người, từ nay về sau cô ấy không bán đậu phụ cho bà con được nữa rồi. Tại sao vậy? Tại sao? Tại vì từ nay về sau đậu phụ của cô ấy chỉ có một mình tôi được ăn. Một mình cậu ăn? Cậu ăn hết được sao? Biết ngay là nói lung tung mà. Không tin phải không? Vậy tôi nói cho bà con biết, bởi vì mấy hôm nữa cô ấy Lưu Kỳ Chân sẽ trở thành vợ của Phú Trấn gia tôi. Hai chúng tôi sắp kết hôn rồi. Cô ấy sao có thể như vậy được chứ? Sao có thể lấy cậu được? Không thể nào. Mọi người không tin à? Lấy ai cũng không thể. Sao có thể lấy cậu được? Không tin cũng không được. Cô ấy đang đứng ở đây, mọi người có thể hỏi cô ấy. Hỏi đi, hỏi đi. Kỳ Chân, nói với họ có phải vậy không? Có phải là thật không? Phải, tôi quyết định lấy Phú Trấn gia làm chồng. Thế thì đậu phụ cô ngốc bà. Cô xem cô không thiếu tay thiếu chân, tự mình có thể làm việc, cô lấy ai không được? Sao lại lấy một tên vô lại như vậy? Đúng đó. Phú Trấn gia là người như thế nào cô không biết sao? Đúng vậy, đừng lấy. Tuyệt đối đừng có lấy, đừng có lấy cậu ta. Cậu lấy cậu ta, có phải trả nợ thay cậu ta? Lấy ai cũng không thể lấy Phú Trấn gia. Thế thì đậu phụ cô đừng có hồ đồ. Trật tự, trật tự, trật tự. Mọi người nghe cho rõ nhé. Mấy hôm nữa Lưu Kỳ Chân sẽ thành vợ của tôi. Nếu như cô ấy hoặc cha mẹ của cô ấy đã mất, còn cả người tình cũ hay là cô dì chú bác của cô ấy có mượn tiền của mọi người, thì là việc mọi người ngay bây giờ mau chóng đòi tiền cô ấy. Nếu không mấy hôm nữa cô ấy gả vào nhà họ Phú sát muốn đòi tiền của tôi, thì tôi không chịu nhận đâu đó. Nói vậy mà nghe được. Người ta còn chưa lấy, cô đã vội vạch rõ ranh giới với cô ấy rồi. Cậu có còn là đàn ông nữa không? Đúng đó, cô có chó lo lấy gà cũng còn tốt hơn là lấy Phú Trấn gia. Kỳ Chân, em sao vậy? Sao em có thể lấy thêm vô lại đó? Đừng có lớn tiếng như vậy. Anh tránh ra. Được, tôi cho hai người nói chuyện rõ ràng, để anh triệt để từ bỏ. Kỳ Chân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em có thể lấy Phú Trấn gia được? An Hoa đâu? An Hoa có biết chuyện này không? Em lấy ai? Là chuyện riêng của em. Em không cần nói cho anh ta biết. Hai người rốt cuộc bị làm sao vậy? Không lẽ em đã quên? Lúc trước tại sao em lại từ hôn? Tại sao lại chấp nhận chịu phạt thay nhà anh rửa cổng? Chẳng phải vì có thể cùng An Hoa trọn đời? Sao có thể nói thay đổi là thay đổi? Em mau nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Em nói đi. Đỗ thiếu gia, mong anh tôn trọng lựa chọn của em. Đừng lo cho em. Sao anh có thể không lo cho em? Em không có lý nào lại lựa chọn như vậy. Có phải em và An Hoa đã cãi nhau rồi không? Không sao, em có thể nói cho anh biết, anh sẽ giúp hai người hòa giải. Nhưng tuyệt đối em đừng nhất thời hồ đồ mà làm chuyện ngốc nghếch. Sau này chắc chắn em sẽ hối hận đó. Đỗ thiếu gia, lấy tôi thì có gì mà không tốt? Tổ tiên của tôi nỗi nhĩ cáp xích, khởi nghiệp bằng 13 bộ áo sáp, xây vương triều nhà Thanh. Thứ chảy trong người tôi là huyết thống chính thống của nhà hoàng gia. Anh câm miệng. Tôi biết rồi. Có phải anh đã nắm điểm yếu gì của Kỳ Chân nên anh uy hiếp cô ấy lấy anh không? Anh kể chuyện cười đó à? Con gái muốn lấy tôi, xếp hàng từ đầu phố đến cuối phố kìa. Tôi uy hiếp cô ấy là cô ấy uy hiếp tôi, là cô ấy chủ động muốn cưới tôi. Không tin thì anh hỏi cô ấy. Kỳ Chân, người này từng bán em vào kỹ viện, em quên rồi sao? Người như vậy em lấy được sao? Lỡ như, không, không có lỡ như. Anh chắc chắn là sẽ làm. Một khi hắn đánh mặt thua, mà kệ em là vợ hắn, hắn đều sẽ bán em đi. Em có biết không hả? Nếu thật sự là như vậy, đó cũng là xấu của em. Em... không. Kỳ Chân, cho dù em không muốn lấy Triệu An Hoa, thì ít ra em còn có anh. Đội thiếu gia, xin anh tôn trọng lựa chọn của em. Xin anh tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Tục ngữ nói rất đúng.
Thà sỡ 10 tòa miếu không làm hỏng một cuộc hôn nhân, anh đều vì bản thân không cưới được Kỳ Chân nên làm hỏng chuyện của tôi. Mời anh tránh ra. Tôi và Kỳ Chân có chuyện muốn nói. Nói cái gì? Đừng nói nữa. Đừng ngu ngốc, không biết điều một chút nào. Chúng ta đi thôi. À phải rồi. Còn nữa. Bà con, nhớ đến uống rượu mừng của chúng tôi. Nhớ đến. Anh ấy đến hay không thì tùy. Đi. Kỳ Chân. Kỳ Chân sao giống như thành một người khác vậy? Cô ấy không phải là các tâm tình nguyện đâu. Thì nói sao? Triệu An Hoa đã ở rể nhà họ Tiết. Đúng vậy, cái tên Trần Thế Mỹ đó, hắn muốn ham tiền nhà họ Tiết nên đã bỏ Kỳ Chân rồi. Đỗ thiếu gia, Kỳ Chân chắc chắn không chịu nổi cú sốc nên mới hại nhục bản thân lấy một tên vô lại như đó. Số cô ấy đúng là quá khổ, cậu nhất định phải giúp cô ấy. Trà đậm có thể giải rượu, anh uống đi cho nóng. Cảm ơn tiểu thư. Anh nên đổi cách xưng hô được rồi. Tú Nghiên, anh xin lỗi. Hôm qua anh say quá. Người nên xin lỗi là em mới đúng. Hôm qua ở trước cổng nhà họ Tiết, mẹ em làm vậy có hơi quá đáng, khiến anh chịu ấm ức rồi. Tiểu thư, cô ra. Phu nhân đang ở sảnh đợi hai người.